những gì mà quý vị và các bạn đã được chứng kiến ở trận đấu lượt đi. Hai đội giữ nguyên đội hình xuất phát ở thời điểm ban đầu. Quyết tâm là điều mà tất cả chúng ta đang được thấy từ vòng tròn của đội tuyển Futsal Việt Nam trước khi bước vào trận đấu lượt về. Những phút thi đấu đầy căng thẳng và với sự ủng hộ của tất cả các cổ động viên bóng đá Việt Nam vào thời điểm này, hy vọng chúng ta sẽ có được một kết quả tốt để có thể có được lần thứ hai tham dự giải đấu lớn nhất thế giới ở bộ môn Futsal mà các cầu thủ Futsal Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ cho trận đấu này. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Hợp đá phạt và tung ra những cú sút nguy hiểm về phía khung thành của Li Bằng. Dứt điểm không được. Một tình huống mà có vẻ như Minh Trí đã giật mình. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam trong pha bóng vừa rồi. Thêm một quả đá biên nữa. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 3. Đó là Quốc Nam. Không được. Đó là pha dứt điểm cuối cùng vẫn là của Quốc Nam. Sau trận lượt đi chúng ta hòa 0-0 ở trận đấu này. Các tuyển thủ của chúng đưa Li Bằng vào tứ kết giải Futsal châu Á năm 2018. Thiên Đình dứt điểm. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ môn Hồ Ý. Đây là cơ hội. Một cơ hội rất tốt dành cho Đắc Huy. Bóng trôi ra đúng tầm dứt điểm của Đắc Huy. Và hãy cùng xem lại cú đá bằng chân trái. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang có những bài đá phạt luôn tạo ra được bất ngờ với đối phương và nó mang lại chúng ta khá nhiều cơ hội ở trận đấu lượt đi. Để mất bóng rất nguy hiểm và lại là sự xuất sắc của thủ môn Đỗ Văn Ý. Một khoảnh khắc thoát tim với các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý vừa rồi. Một tình huống vấp bóng tai hại của Khổng Đình Hùng và suýt chút nữa thì nó đã khiến cho đội bóng áo trắng phải trả giá. Cái Cộng Hòa đủ để đi tiếp. Sẽ là một điều khá nguy hiểm. Pha xử lý của Kokezian không được. Lại là một tình huống phản xạ tốt của thủ môn Hồ Văn Ý. Nhưng nó cũng là một hồi chuông báo động với cách mà đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự trong những tình huống như thế này ở những phút vừa qua. 2-3 và các cầu thủ áo đỏ vẫn tạo ra được một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Cho tới thời điểm này thì hai trọng tài Iran đã cú sút rất nguy hiểm. Đó là một pha vợt tương đối bất ngờ và đó là những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được ở trận đấu lượt đi. Chỉ tiếc là cho tới thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn Hamadani. Người vừa dứt điểm đó là Đức Hòa. Rất nhanh. Và ở những phút thi đấu vừa qua, đội bóng áo đỏ đang chơi khá hay, đã có lỗi. Người vừa bị phạm lỗi ở trong tình huống vừa rồi là Enhopsi. Đây sẽ là một tình huống rất nguy hiểm về khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Cầu thủ đã phạm lỗi bên phía đội tuyển Việt Nam là Văn Hiếu. Hết sức căng thẳng. Cơ hội để tung ra cú sút. Hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi lăn xả. Một khoảnh khắc mà tính chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam được thể hiện rõ rệt. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phượng đá phạt của cầu thủ Li Bằng, người đã tung ra cú sút. Đó là Khiendin. Và họ thực tế là sở hữu một nền tảng thể lực phải nói là vô cùng sung mãn. Không được. Đó là pha đấu vào của Khổng Đình Hùng. Không còn nhiều thời gian nữa cho hiệp đấu đầu tiên này. Đợt phản công dành cho đội bóng áo trắng. Chỉ có một mình Văn Hiếu phía trên. Bóng lại đi chệch khung thành. Để phối hợp đá phạt như thế nào chúng ta đã ngăn chặn được. Bây giờ hy vọng chúng ta sẽ tập trung. Amuzit. Chúng ta thấy thủ môn Văn Hiếu chơi hay như thế nào. Ra khép góc kịp thời. Không cho đối phương có khoảng trống để dứt điểm. Tuyệt vời Văn Hiếu. Pha đi bóng rất hay của cầu thủ số 9. Tuyệt vời. Bóng lại được đưa về phía Khiendin rất nguy hiểm. Và một lần nữa thì người ta thấy được rằng Hồ Văn Ý là một thủ môn xuất sắc như thế nào. Về phía đội bóng áo đỏ.
Cú sút chân trái là của Khiên Đình. Nhân tố khó lường nhất của đội tuyển Liban, người có nhiều cơ hội nhất kể từ đầu trận. Các cầu thủ áo đỏ đang phòng ngự rất chắc chắn. Minh Trí dứt điểm không vào. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Pha xoay người và dứt điểm rất nhanh của Minh Trí. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền vừa rồi là của Anh Duy. Xoa xoay người dứt điểm bằng đúng cái chân trái, chân trái sở trường của mình. Nhưng bàn thắng vẫn không đến. Một pha vượt từ biên và nó đã tạo ra tính bất ngờ. Không được. Người vừa băng xuống là Amin Kobesi. Phải đối mặt với một cú đá phạt nguy hiểm. Đó lại là cú sút của Hiền Đình, người sở hữu nhiều tình huống dứt điểm nhất về khung thành của Việt Nam. Di chuyển thông minh và chọn vị trí một cách hết sức hợp lý. Cú sút. Trận đấu dễ dàng, thực tế trên sân đã chỉ ra rất rõ điều này. Được Tùng. Rất nguy hiểm. Abu Zahid rất khéo léo. Đó đường chuyền dứt điểm. Rất may cho các cầu thủ Việt Nam. Rất sợ phối hợp. Quá nguy hiểm các bạn ạ. Tình huống Goal! Bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây Kiều Ánh với động tác mừng vừa rồi. Châu Đoàn Phát là người vừa tỏa sáng mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Phúc Sang Việt Nam. Rất gần rồi với chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup với bàn thắng vừa rồi. Trận đấu còn 3 phút 37 giây nữa. Một khoảnh khắc bùng nổ. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng đầy quyết tâm này, vượt qua được Khiên Đình và dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ môn Namadani. Một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc có thể là quan trọng nhất của trận đấu playoff lượt về. Một hiệp đấu đầy khó khăn với đội tuyển Việt Nam, nhưng một tình huống mang tính đột biến, sự tỏa sáng cá nhân, phá dứt điểm qua hai chân thủ môn đối phương. Và đây là một hiệp đấu rất khó khăn với đội tuyển Phúc Sang Việt Nam. Khiên Đình. Bàn thắng dành cho đội tuyển Liban. Như tôi đã nói, ngay lập tức. Đáng tiếc là chúng ta đã để thủng lưới. Và nếu tính vào thời gian thi đấu thì Việt Nam chỉ duy trì lợi thế được trong vòng vỏn vẹn 30 giây. Rất đáng tiếc khi mà Liban đã phải chơi ở tâm thế là không còn gì để mất. Thật sự đáng tiếc. Giây cuối cùng. Đó là giây cuối cùng và đội tuyển Phúc Sang Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết World Cup của năm 2021. Tuyệt vời Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được tất cả những nỗ lực và quyết tâm đã được đền đáp ở trong trận đấu playoff lượt về này. Đầy khó khăn nhưng đầy quả cảm. Quyết tâm để cuối cùng có được thành quả. Chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.